Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái dừa. Trồng dừa, người ta trồng dừa thì các bạn này bông mai này. Này cái mai tư quý. Sắp Tết rồi nó nở tá lạ. Cây này hôm bữa mình tỉa. Mình nói là cây dừa cho các bạn. Thì hôm hổm mình có quay cây dừa thì các bạn nói dừa các bạn trồng trên cạn không có trái. Hỏi mình lý do tại sao thì thực tế thì dừa này mình tự ôm ở nhà, không phải một cây giống đâu. Thì nguyên mình chủ yếu là cây nhà lau vườn, ăn cái gì thì trồng cái đó. Thì nhà có cây gì thì trồng cái đó nè, trồng cây dừa để nguyên một hoài luôn. Hồi mình cho các bạn xem cây dừa, tí mình nói trả lời câu hỏi của bạn nha. Thì cái này mình tự ôm nè, ôm dễ mồ à, các bạn chặt. Để nguyên hoài dừa nó khô trên cây á, khô trên cây luôn nha, chứ không phải hái xuống để khô làm giống đâu. Mà dừa thì các bạn phải để nó khô trên cây luôn, có nghĩa là từ nó râm bông ra trái non rồi nó già già trên cây luôn á, thì các bạn lấy cái hoài già trên cây đến nỗi mà cái trái này nó rụng cái bọt xuống đất á là ok. Thì chặt cái hoài đó xuống, chặt hoài đó xuống rồi xong rồi các bạn lấy biết sao là cái chỗ ẩm ướt á, các bạn cứ đặt nó ở chỗ ẩm ướt nè, cái này chỗ ẩm ướt, kế bên nó còn cái thùng nước cho gà uống nè, nó có gà nè đó, ý là để cái chỗ ẩm ướt nha, là mấy chỗ nước nhiễu nước chảy dòi nước ở đâu á, mà có đất ẩm ướt các bạn để những cái dừa về xuống thì tự khắc nó lên, nó nảy mầm nó lên thôi. Chỗ ẩm ướt nha, thì có nghĩa là ươm trái dừa cho nó ra trái đừng, ủa cho nó ra cây con nè, đơn giản vậy á, đem nguyên hoài dừa khô luôn, để ngay cái chỗ ẩm ướt, chỗ có nước vậy nè, nước nhiễu thì nó sẽ ra cây như thế này, đơn giản lắm. Cũng như cách lấy mọng dừa cũng vậy, nó bắt đầu nhú ngồi là có mọng dừa, còn cái này nó bự rồi không có mọng dừa đâu, mọng dừa hết. Thì trả lời con hỏi là các bạn thì các bạn nói thì cách trồng mình nha, mình vừa nói cách trồng ở cách ươm một trái dừa là chạy để chỗ ẩm ướt nè, bên đây có một hào nước, bên đây có hào nước chỗ gà uống. Thì ẩm ướt như vậy thì nó sẽ lên mầm vậy rồi hả. Có nhiều người có người ta trồng thì ý là nó vừa nhú còi ra miếng thôi là người ta đem trồng. Còn cái này nó bự như vậy, mình chưa đem trồng. Tại vì mình bận mình chưa đem trồng. Nên mình trồng mình làm cái đường hàng rào của mình. Có nghĩa là trồng trên đất gò, không phải đất bưng biền sông suối gì đâu nha. Nói chung thì dừa này cũng không có kén đất. Phèn, chui gì mình thấy nó cũng lên hết. Tại vì chỗ mình trồng mình nói là như vậy thôi, còn các bạn như thế nào thì góp ý nha. Thì nó lên vậy thì xong rồi thì các bạn đào cái hố. Hố cỡ 60cm. Là rồi trồng rồi bỏ trộn phân, con chuồng rồi xuống cho nó. Rồi cái ủ rác vô, rồi đè đập đắp đất lên, rồi bỏ cái dừa này xuống. Lần sau mình trồng cho các bạn xem. Nhưng mà quan trọng thì làm cái hố vậy á, rồi thời gian trồng cái gì cũng vậy, các bạn phải tưới nước. Thì cũng tùy theo giống nha, dừa lùn dừa cao, nhưng mà dừa nay sai lắm. Người ta cái giống dừa này nè, hấp chủng đang có trái rồi, để các bạn không trồng thuần chủng của nó, trồng F1, F2 thì gì con chào mẹ chút, thì nó sẽ chỉ là trái nhỏ hơn thôi, nhưng mà nó vẫn sai bình thường. Một hoài của mình là như đây, trồng trên gò ha, trên cạn đất khô gì vẫn ra trái bình thường. Thì quan trọng là các bạn tưới nước, cũng vẫn bỏ phân nha, trồng dừa cũng vẫn bỏ phân nha. Mình đem trồng phân chuồng để mình cho các bạn xem, mình trồng trên gò mà vẫn trái sai, nó cỡ 3 năm 4 năm là có trái rồi. Để mình cho các bạn coi, vẫn trồng có trái bình thường chứ không có trái đâu. Thì tùy theo giống, thì ngay từ đầu dĩ nhiên các bạn chọn giống thì các bạn xem cây mẹ trái như thế nào thì các bạn mới lấy nó về trồng. Còn nhiều khi các bạn mua cây giống vậy thì đúng là không có kiểm tra được, nhưng mà ít rớt nhất nó cũng 80%, không đến nỗi ta lừa mình đâu. Thì ngang cái vú sữa cho các bạn xem, ở đây có nhà, nó cho game ở trong nhà đâu á. Tao mới mua 2 bịch bông đẹp lắm, đen đi em về trồng đi. Bông cúc vạn thọ đẹp lắm. Nè thấy không, các bạn thấy không, mình trồng trên cạn. Nè đất gò nè, ngay mặt tiền đường luôn. Vậy hả?
dâu tay quá. Ủa vậy hả? Vô dáng lấy hai bịch bông mới mua. Đẹp ghê luôn, bông nó nhìn đẹp vô cùng mà không biết trồng ra bông không. Nè các bạn thấy không? Vừa trồng trên cạn vẫn ra trái quá trời quá đất thấy không? Có nghĩa nè. Ở đó nó cao cỡ này nè. Nó cao cỡ 2 mét. Là nó đã có trái rồi. Rồi nó ăn nay cây này 10 năm rồi nè. Trái cũng xum xơi thấy chưa? Đó, cho nên mình đã lại câu hỏi các bạn là vừa trồng trên cạn vẫn có trái, quan trọng nè. Nè, dưới gốc nó nè, ủ bằng gì biết không? Ủ bằng phân chuồng á. Nè, cho coi thẳng phân gì luôn. Cái gì không? Sạc bên hả? Khi chị Hai sạc giùm đi. À ok ok, ra quán lấy đi con. Ra quán lấy kêu ngoại đưa cho con cho nước suối nha, con thích uống nước gì thì con lấy. Ừ. Chè chuối hả? Nè, cái này là hải phân tro, phân gà tro, tro gà. Hốt luôn bằng tay luôn. Vậy đổ nguyên một bao xuống gốc dừa này cho bụi không đổ ra. Rồi mùa nắng vẫn tưới nước bình thường. Mưa thì khỏi. Thì cây nào cũng vậy, mùa gần nhà thì mình tưới cho nó. Bỏ phân. Thấy không? Đơn giản không? Đó, nguyên hoài này, chưa già. Hoài này già nè. Hoài này cũng để giống luôn nè. Để trồng hay sông Sài Gòn. Trời ơi, hoài đặc cặc luôn. Hoài, ở đây tại cây gì? Bán nó 5.000. 5.000 trái nha. 5.000 trái. Tao mua lần mấy hoài vậy? Không, sai sợ không? Nên trồng đâu cũng có trái, quan trọng cứ phải phân cho nó. 5.000 một trái, một buồng. Ta tự chặt, mình khỏi chặt. Ta tự trèo dừa. Ok, mình vừa chia sẻ cho các bạn cây dừa. Hãy yêu cầu các bạn là hỏi dừa trồng trên cạn, rồi người ta để giống dừa như thế nào, chọn giống như thế nào để trồng những cái trái. Nè, gần mặt đường nè, đường đất thu queo không, trồng bây giờ vẫn là trái bình thường. Ngoài kia có cái mít. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, thì có comment góp ý gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới. Còn này mình chia sẻ thực tế nữa mình thôi chứ mình cũng không có trồng chuyên nghiệp gì vừa, mà trồng tại trà mà ra trái quá trời sinh sôi trời đất, mình chia lại sẽ lại cho các bạn nhân giống và trồng như thế nào rồi nha. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.